trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự dịch chuyển lao động trên toàn cầu và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, thì phát triển nhân lực có kỹ năng nghề nhận được sự quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Khi tôi được nuôi lớn lên ở Queens, các lao động được đào tạo các kỹ năng trong các công việc kỹ thuật ở các trường nghề. Chính kỹ năng giúp cho đất nước chúng ta trở nên lớn mạnh hơn. Có các trường nghề rất tốt, là một nhân tố lớn trong đất nước chúng tôi, đảm bảo cuộc sống cho số đông dân chúng. Ở đất nước của chúng tôi thì kỹ năng nghề đã trở thành một nhân tố quan trọng trong một hệ thống đào tạo nghề tiên tiến mà chúng tôi đang thiết lập. Chúng tôi phát triển rất mạnh hệ thống đào tạo nghề. Đây là một trọng tâm ưu tiên của chính phủ Pháp. Với mục tiêu cụ thể là thúc đẩy các kỹ năng truyền thống và cả kỹ năng mới cho người học. Khi tôi ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã làm việc cho một nhà máy thép, mặc những bộ quần áo lao động cùng với những người có tay nghề cao. Tôi vẫn còn nhớ sự tự hào và kính trọng của những người lao động này dành cho kỹ năng của họ. Tôi chắc chắn rằng những kỹ thuật và kỹ năng tiên tiến của họ đang chèo lái sự phát triển kinh tế hiện nay của Nhật Bản. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ và tác động rất lớn đến thị trường lao động của Việt Nam. Các doanh nghiệp có xu hướng chuyển từ tuyển dụng phần lớn lao động phổ thông sang lao động có tay nghề. Lợi thế về lao động dồi dào, giá rẻ của Việt Nam đang dần mất đi trong cuộc cạnh tranh với lao động có kỹ năng, tay nghề của các nước quanh khu vực. Vì vậy, nâng tầm kỹ năng cho người lao động Việt Nam được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia và góp phần quan trọng cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Chúng ta đã nói rằng là không thể đi theo con đường lao động giá rẻ và đầu tư vốn lớn mà phải đi vào khoa học công nghệ, năng suất lao động và chất lượng lao động. Còn nếu chúng ta đi theo phương thức cũ, cứ sử dụng lao động phổ thông thu nhập thấp, chúng ta thất bại. Vì chúng ta có ưu thế về dân số vàng trong độ tuổi lao động khác với các nước. Nhưng mà nếu chúng ta có công nghệ kỹ thuật cao, chiếm tỷ lệ cao, thì tất nhiên chúng ta sẽ thành công. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 2019 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó yêu cầu phát triển mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho chuyển đổi công việc. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.